Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 12 cho ý kiến dự thảo đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2026. Dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại 2, trở thành thành phố du lịch văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp chủ bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu thông qua chương trình làm việc. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phong trào hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và chăm lo phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, đó là tấm gương Bí thư Đoàn xã Quang Trung, huyện Hòa An. Ngày 11 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 12, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo một số huyện và thành phố. Hội nghị cho ý kiến thông qua các văn bản dự thảo đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2026. Dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại 2, trở thành thành phố du lịch văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết luận về nội dung này, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhất trí chủ trương thông qua cho thành phố xây dựng và triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2026. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố tiếp tục rà soát các nội dung của đề án trên cơ sở tích hợp hệ thống điều hành thông minh với các hệ thống dự án, trang thiết bị sẵn có để cắt giảm dự toán phù hợp. Trong quá trình vận hành, cần quan tâm việc bố trí nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phối hợp với các địa phương đơn vị cập nhật thường xuyên các thông tin dữ liệu chính xác, bổ sung nội dung xây dựng đề án vào dự thảo nghị quyết về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại 2, trở thành thành phố du lịch văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa nội dung dự thảo nghị quyết ngắn gọn, khái quát. Chiều cùng ngày, hội nghị cho ý kiến về các văn bản dự thảo nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy về phát triển huyện Hà Quảng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể dục thể thao giai đoạn 2021-2030. Dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 16 ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính. Dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 09 ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Xin ý kiến thời gian và nội dung hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết về phát triển huyện. Trong đó tập trung các nhóm giải pháp gồm công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng lợi thế địa phương, nhóm giải pháp phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Sau khi được thông qua, các huyện triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian thực hiện trong 5 năm. Đối với dự thảo chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể dục thể thao, thống nhất, rút ngắn giai đoạn 2021-2025, cơ bản nhất trí đối với các dự thảo được trình tại hội nghị, nhất trí thời gian tổ chức hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào ngày 19 tháng 10 năm 2021.
Ngày 11 tháng 10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tới 2.744 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Cao Bằng, tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh Cao Bằng, báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện các sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp bàn, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung, tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 NQTU của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và quan điểm chủ trương về phòng chống dịch trong thời gian tới. Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 NQTU ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Kết luận hội nghị và định hướng trong công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh, thành ủy tập trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả, ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tạo ra sự lan tỏa rộng khắp tới cán bộ đảng viên. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương sớm có kế hoạch hướng dẫn cụ thể để triển khai quán triệt tới cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp. Về tình hình kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đặc biệt là quan điểm chủ trương trong thời gian tới về phòng chống dịch COVID-19. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vấn đề tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng, những thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các bài phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị để thực hiện có hiệu quả các quyết định, nghị quyết đã được hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thông qua. Ngoài ra, tập trung tuyên truyền một số ngày kỷ niệm lớn như 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021, 104 năm cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2021, 201 năm ngày sinh của Friedrich Engel, 28 tháng 11 năm 1820, 28 tháng 11 năm 2021. Chiều ngày 11 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên chủ bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 191 đại biểu chính thức đại diện cho trên 96.000 hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 15, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ vừa qua, bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên chủ bị, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình làm việc đại hội, phổ biến nội quy, quy chế đại hội, quy chế bầu cử trong hệ thống hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về văn kiện trình Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nghe báo cáo tham luận cho ý kiến về văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại hội đã tiến hành thảo luận, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để nâng cao hoạt động công tác hội, phong trào phụ nữ tại cơ sở trong thời gian tới.
Tại phiên chủ bị, 4 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ và tặng bằng khen cho 12 cá nhân đạt danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày mai 12 tháng 10, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiến hành phiên chính thức. Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng sẽ tường thuật trực tiếp trên kênh CRTV. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 11 tháng 10, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng đến dâng hương dâng hoa đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Tham dự có đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sự lãnh đạo sát sao của tỉnh ủy, sự phối hợp của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các ban ngành và các tổ chức đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và chức năng đại diện của tổ chức hội. Hoạt động của các cấp hội hướng mạnh về cơ sở, chú trọng các địa bàn có tỷ lệ hội viên thấp, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ. Từ năm 2017 đến nay, phát triển được 2.857 hội viên, nâng tổng số hiện có lên 96.840 hội viên trên 135.980 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Trong đó có 79.969 hội viên sinh hoạt thường xuyên tại các chi hội, đạt tỷ lệ thu hút hội viên 71,12%. Trước anh linh của người, Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nguyện sẽ quyết tâm, đoàn kết một lòng, tiếp tục thực hiện tốt di chúc thiêng liêng của Bác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng sớm trở thành tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội như mong muốn, xứng đáng với niềm tự hào và truyền thống của quê hương cội nguồn cách mạng. Tiếp đó, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến dâng hương viếng Đài Liệt sĩ tỉnh Cao Bằng. Đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Đoàn công tác của Sở Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và làm việc với đoàn nhân lực y tế số 1 của tỉnh sau khi hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 trở về địa phương đang cách ly tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ về đến tỉnh Cao Bằng, các thành viên trong đoàn nhân lực y tế số 1 của tỉnh thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa trong vòng 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo. Hiện tại các thành viên trong đoàn nhân lực đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các thành viên trong đoàn nhân lực y tế số 1, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể là hồi sức cấp cứu cho người bệnh nhiễm SARS-CoV-2. Giám đốc Sở Y tế đề nghị đoàn nhân lực y tế số 1 tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Những kinh nghiệm đã học tập ở đơn vị bạn sẽ được ứng dụng vào công tác điều trị và chăm sóc người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 nếu có trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nhân dịp này, công đoàn ngành y tế đã tặng 5 suất quà cho phòng cách ly y tế của đoàn nhân lực số 1, động viên, chia sẻ tinh thần, góp phần nâng cao sức đề kháng cho các thành viên. Trước đó, đoàn công tác của Sở Y tế đã đến kiểm tra công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Ủy ban Nhân dân phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Qua kiểm tra cho thấy, Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hòa An, các lực lượng chức năng bố trí điểm tiêm và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy định. Đến thời điểm kiểm tra, có 823 người dân được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Pfizer, hiện chưa ghi nhận trường hợp có tai biến sau tiêm chủng.
Cùng với thực hiện đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 NQCP tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh. Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho 891 đơn vị với 9.614 lao động, tổng số tiền 724,2 triệu đồng. Thực hiện chi trả hỗ trợ cho 20 hộ kinh doanh với số tiền 60 triệu đồng. Các ngân hàng thương mại thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 112 khách hàng với dư nợ 133,7 tỷ đồng. Miễn giảm lãi vay cho 9 khách hàng với dư nợ 18,8 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân hỗ trợ vay vốn, trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 494 lượt lao động của 6 doanh nghiệp hợp tác xã với số tiền 1,2 tỷ đồng. Thực hiện gia hạn nợ cho 941 khách hàng với dư nợ 25,2 tỷ đồng. Trước tình hình một số người dân có nhu cầu di chuyển từ các tỉnh miền Nam về địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công điện về việc rà soát và xây dựng phương án đón công dân của tỉnh Cao Bằng tại các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về tỉnh. Trong đó yêu cầu đảm bảo mọi điều kiện về phương tiện, lực lượng, vật tư y tế, khu vực cách ly để đón, đưa người dân có nhu cầu trở về địa phương và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Bên cạnh đó, đối với những người đã trở về bằng phương tiện xe máy, đã có nhiều tổ chức cá nhân kịp thời thực hiện các hoạt động hỗ trợ, trao các phần quà, đồ ăn, thức uống nhằm chia sẻ khó khăn đối với những công dân trở về. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, cơ sở, tiếp tục triển khai đánh giá những khó khăn và đề xuất kiến nghị các giải pháp, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Sau 24 ngày không có ca mắc COVID-19 cộng đồng, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ phát hiện liên tiếp 5 trường hợp dương tính chưa rõ nguồn lây. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 24 ngày không phát sinh ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng, ngày hôm qua, mùng 10 tháng 10, ngành y tế đã phát hiện 2 ca F0 ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du và phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Qua xác minh ban đầu, 2 ca bệnh có lịch sử di chuyển phức tạp, thường xuyên đến các chợ đêm, chợ đầu mối trên địa bàn để giao dịch, buôn bán. Đến chiều ngày 11 tháng 10, tiếp tục phát hiện thêm chùm ca gia đình gồm 3 người, bố, mẹ và con, trú tại chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Điều đáng nói, 2 trường hợp F0 ngày hôm qua và 3 ca mắc mới ngày hôm nay đều chưa xác định nguồn lây và không liên quan đến nhau. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đang tập trung khoanh vùng truy vết, xác minh các trường hợp liên quan các ca mắc mới. Theo nhận định, trong những ngày tới, số ca F0 có thể tiếp tục tăng. Đến nay, Việt Nam có 839.662 ca mắc COVID-19, hơn 782.000 trong số này đã khỏi bệnh. Về các bệnh nhân đang điều trị, còn 5.014 ca nặng. 19 địa phương đã 14 ngày không có ca F0 thứ phát trong cộng đồng. Theo thông tin cập nhật trên Cổng Tiêm chủng Quốc gia, tính đến trưa ngày 11 tháng 10, cả nước đã tiêm 54.935.607 liều vaccine COVID-19. Tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là khoảng gần 54% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là hơn 21% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 10 trên 63 tỉnh có tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 2 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên, cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh 68,4% và Long An 55,8%. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đến nay, Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã thụ lý 2.132 vụ, giải quyết, xét xử 2.024 vụ các loại, đạt tỷ lệ 95%. Trong đó, cấp tỉnh giải quyết xét xử 326 vụ việc, cấp huyện 1.698 vụ việc. Về án hình sự, giải quyết 931 vụ, án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, giải quyết 959 vụ, án hành chính 16 vụ, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo thẩm quyền giải quyết được 118 hồ sơ. Công tác thi hành án hình sự và xét miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Tòa án Nhân dân 2 cấp đã tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 1.212 lượt công dân, tổ chức hòa giải thành công 20 trường hợp. Trong năm, Hội thẩm Nhân dân đã tham gia xét xử 1.768 vụ việc theo đúng quy trình thẩm quyền tôn chỉ pháp luật.
Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Chú trọng công tác xây dựng đảng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách tư pháp. Ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các quỹ từ thiện nhân đạo với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Tòa án Nhân dân 2 cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng, giải quyết, xét xử các loại án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo công khai minh bạch, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ công chức, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và nhiệm vụ chuyên môn, quan tâm đến công tác hòa giải các vụ án dân sự, giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng kéo dài, tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để đổi mới công tác xét xử phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Tận dụng tiềm năng lợi thế của địa phương, những năm qua, người dân biên giới huyện Bảo Lạc đã chú trọng phát triển chăn nuôi đàn gia súc, duy trì tốc độ tăng trưởng đàn vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập. Để phát triển đàn gia súc, huyện Bảo Lạc đã triển khai nhiều giải pháp mang tính lâu dài, trong đó ban hành các văn bản triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét trên đàn vật nuôi. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, tiến hành khảo sát, quy hoạch lựa chọn các loại gia súc phù hợp phát triển quy mô đàn, hướng dẫn hộ chăn nuôi tiêu độc khử trùng chuồng trại, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch, các hộ kinh doanh thuốc thú y. Các hộ chăn nuôi, cơ sở buôn bán, giết mổ trên địa bàn huyện. Đến hết tháng 9 năm 2021, tổng đàn châu bò toàn huyện hơn 26.800 con, đạt tỷ lệ trên 96% chỉ tiêu cả năm, đàn lợn 34.256, trong đó xuất bán giết mổ 20.266 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng gần 1.500 tấn, đàn gia cầm trên 300.000 con. Huyện đã tiêm phòng vaccine đợt 1 trên gia súc gia cầm, được 40.765 liều, đạt khoảng 51,6% chỉ tiêu kế hoạch. Cung ứng hơn 8.000 liều vaccine viêm da nổi cục trên châu bò, đã tiêm gần 6.000 liều. Hiện nay, chăn nuôi châu bò chủ yếu theo truyền thống, nhỏ lẻ, nông hộ. Chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt vỗ béo bò. Hai lứa trên một năm cho thu nhập kinh tế khá cao như ở xã Sơn Lập, Hồng An, Văn Thanh, Hồng Trị, Huy Giáp, Thượng Hà, toàn huyện có khoảng 500 hectare cỏ voi. Thời gian tới, huyện Bảo Lạc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn vật nuôi, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp khẩn cấp trong phòng chống dịch bệnh động vật, triển khai thực hiện tốt các biện pháp tái đàn lợn đạt hiệu quả. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tiêm phòng gia súc gia cầm đầy đủ theo định kỳ quy định, trồng cỏ, ủ chua, cất trữ rơm cho gia súc vào mùa đông. Xác định phát triển chăn nuôi bò lợn, chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng gia trại, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với phát triển sản phẩm OCOP. Sáng ngày 11 tháng 10, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức trao máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng. Chương trình mang chủ đề Sóng và máy tính cho em được Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phát động, kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, người lao động ủng hộ gây quỹ hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên khó khăn, có thiết bị và đủ điều kiện học tập trực tuyến, nhất là đối với các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Sau một thời gian phát động, toàn quốc đã vận động được trên 2,5 tỷ đồng, triển khai hỗ trợ 500 chiếc máy tính cho học sinh. Tại địa bàn tỉnh Cao Bằng, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tích cực chỉ đạo cho phòng giao dịch các huyện, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, lao động ủng hộ một ngày lương trở lên. Kết quả vận động được gần 80 triệu đồng, mua 5 máy tính cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh mồ côi khó khăn. Ngoài ra, chương trình Cặp lá yêu thương giai đoạn 2016-2021, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phát động thu được trên 450 triệu đồng. Riêng năm 2021, vận động được 40 triệu đồng, tiếp sức cho 11 em học sinh đến trường. Trung bình mỗi em được hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng một tháng. Sau khi nhận máy tính, em Nông Thị Nguyệt, học sinh lớp 11A3, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, còn nhận thêm một sổ tiết kiệm trị giá 7 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nguyên Bình. Năng động, nhiệt tình, gương mẫu, dễ gần là cảm nhận của đoàn viên thanh niên khi tiếp xúc với anh Ngô Văn Bình, bí thư đoàn thanh niên xã Quang Trung, huyện Hòa An. Hơn 10 năm gắn bó với công tác đoàn tại địa phương, anh Ngô Văn Bình luôn giữ nguyên tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm, dẫn dắt phong trào đoàn xã từng bước tiến bộ, trở thành một trong những cơ sở đoàn vững mạnh của huyện Hòa An.
Không chỉ vậy, anh còn là một tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình tại xã Quang Trung. Sinh ra ở xóm Bản Kèng, xã Quang Trung, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Hòa An. Với sự nhiệt tình, năng động và nhận được sự tin yêu tín nhiệm của đoàn viên thanh niên trong xã, năm 2015, anh Cường được bầu làm bí thư đoàn xã Quang Trung. Trước đây, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Quang Trung còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn, cũng như tham gia các hoạt động đoàn tại địa phương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, anh luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, không ngừng tìm tòi học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, tiếp cận, nắm bắt thông tin, tìm ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn xã. Anh đã cùng với các đồng chí trong ban chấp hành đoàn tăng cường công tác tập hợp thanh niên, hướng dẫn kỹ năng công tác và tổ chức các hoạt động cho các chi đoàn. Chú trọng việc duy trì và thường xuyên xuống dự các buổi sinh hoạt tại các chi đoàn trực thuộc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đoàn viên thanh niên, tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt với các hoạt động giao lưu, học tập mô hình hay, tiêu biểu tại địa phương. Qua các buổi sinh hoạt và giao lưu đã góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Những năm qua thì công tác đoàn hội và phát triển thanh thiếu nhi của xã Quang Trung thì cũng được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền. Thì bản thân tôi thì tham gia thì cũng trực tiếp là người bí thư, cũng đã tuyên truyền vận động cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, ở đây cơ bản là toàn là thanh niên nghèo, cho nên là địa hình thì đi lại khó khăn, đồi núi, cho nên là cũng đã tuyên truyền vận động cho đoàn viên thanh niên chúng ta tổ chức tập huấn các cái mô hình như là trồng cây ăn quả, xong là chuyển đổi các mô hình vật nuôi và chăn nuôi trâu bò vỗ béo theo cái đề án của xã, của huyện. Thì hiện nay thì sau qua các cái buổi tham quan các cái mô hình của các huyện tổ chức thì về cũng đã tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên. Hiện nay cũng đã tổ chức tham gia và nuôi trâu bò vỗ béo. Hiện nay một số châu đoàn viên thanh niên cũng đã mạnh dạn để nuôi bò nhốt từ 1 đến 2 con trong chuồng. Đấy là đối với trâu bò vỗ béo, còn về các loại cây ăn quả thì sau khi thực hiện các cái chương trình 135 về hỗ trợ các loại cây ăn trồng thì hiện nay thì đoàn viên thanh niên cũng đã mạnh dạn bỏ vốn ra để chuyển đổi, cũng mua một số loại cây như cây cam V2, cây quýt, cây bưởi về trồng, hiện nay cũng đã cho thu hoạch. Và đoàn viên thanh niên hiện nay thì tỷ lệ hộ nghèo chúng ta cũng được giảm dần theo hàng năm. Với địa hình canh tác khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn nên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại xã Quang Trung chưa thực sự hiệu quả. Là bí thư đoàn xã, cũng như là một người con đồng bào Mông sống trên mảnh đất này, anh luôn trăn trở về hướng thoát nghèo dành cho bản thân cũng như đoàn viên thanh niên địa phương. Tận dụng lợi thế vườn đồi, anh và gia đình đã mạnh dạn trồng 200 cây cam V2, 100 cây quýt, hơn 100 cây bưởi diễn và nhiều loại cây có giá trị kinh tế như chanh, ổi, mít. Ngoài ra, anh còn đầu tư nuôi lợn đen, trâu bò vỗ béo và tận dụng khe rạch, đào ao nuôi cá. Từ đó, từng bước tăng thu nhập và vươn lên làm giàu. Không chỉ tự tìm hướng đi phát triển kinh tế cho gia đình, anh Bình còn giúp đỡ các đoàn viên thanh niên trong xã về kỹ thuật cũng như kinh nghiệm trong chăn nuôi trồng trọt. Đồng chí Bình là một cán bộ đoàn rất năng động, nhiệt tình và hết mình với các công tác đoàn ở địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền vận động, khuyến khích đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương. Ngoài ra, đồng chí mình còn rất nhiệt tình giúp đỡ các đoàn viên thanh niên trong xóm về kỹ thuật, cách chăm sóc, cây trồng vật nuôi. Với tinh thần nhiệt tình trách nhiệm trong công việc, anh Bình và tập thể ban chấp hành đoàn xã Quang Trung luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí Ngô Văn Bình, bí thư đoàn thanh niên xã Quang Trung cũng đã tham mưu cho thường trực đảng ủy tổ chức thực hiện các phong trào về thanh thiếu nhi, nhất là về công tác đoàn, hội đội. Thì thấy rằng trong cái hai nhiệm kỳ vừa qua thì đồng chí luôn năng nổ, nhiệt tình và bám sát cơ sở, tạo mọi điều kiện
cho đoàn viên thanh niên, nhất là những đoàn viên khó khăn để phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm vừa qua thì phát triển đảng viên từ đoàn là cũng rất là tốt. Là một đồng chí cán bộ dân tộc Mông thì thấy rằng là đồng bào dân tộc Mông còn gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân đồng chí cũng đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát động các phong trào phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đồng chí đã tham mưu cho Thường trực Đảng ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Hiện nay thì xã Quang Trung cũng thấy rằng là nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì cũng đã giảm. Nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình và sự nhiệt tình trách nhiệm tận tâm trong công tác đoàn, anh Ngô Văn Bình được đoàn viên thanh niên tín nhiệm, được bà con nhân dân trong xã tin yêu. Năm 2019, anh được tỉnh đoàn công nhận là bí thư đoàn cơ sở giỏi. Anh Ngô Văn Bình xứng đáng là tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên xã Quang Trung và tuổi trẻ toàn huyện học tập noi theo. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, giải bóng bàn nằm trong khuôn khổ của Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 9 đã kết thúc tốt đẹp. Tham gia giải có 67 vận động viên thuộc 10 đơn vị câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn thành phố thi đấu ở 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp. Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, quyết tâm cao. Với tổng số 95 trận thi đấu, giải bóng bàn đã kết thúc. Đây là dịp để các vận động viên cọ sát, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua giải, ban tổ chức sẽ lựa chọn vận động viên xuất sắc tham gia giải bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ 9 năm 2022. Bế mạc giải, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba cho các vận động viên đạt thành tích cao trong các nội dung thi đấu. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.